Mình chào anh em đến với kênh Mai Vàng Kiên Giang ha. Đầu clip xin gửi lời chúc toàn thể anh em cô chú được thật nhiều sức khỏe và thành công trên mọi lĩnh vực. Rồi tiếp tục video hôm nay thì tiếp tục gặp lại bạn Tăng. Rồi chào Tăng. Rồi xin chào cô chú anh chị ha. Hôm nay thì ngày 4 tháng 4 em cũng lên một lô phô mai giao lưu với cô chú anh chị mình luôn ha. Số điện thoại em thì 0914 967 567, cũng là số Zalo của em luôn. Này lớn nhỏ gì các loại nữa không? Này đầy đủ mặt hàng luôn anh ơi, lớn nhỏ các loại. Rồi cô chú anh chị cố gắng xem hết clip để chọn cho mình cây ưng ý ha. Rồi xây tổng quan trước cái tay. Cái này là một cây dáng cũng hơi lắc nhẹ ha cô chú anh chị. Đây rồi thông số đi. Chiều cao. Chiều cao là 77. Bình thân là 30 cô chú anh chị ơi. 30. Cái này tổng cái nồi đế của nó được là 118. Rồi. Cây này thì rất là đẹp cây luôn ha cô chú anh chị. Cây này có duyên ha, có mấy cái gọng lắc. Có rất mấy là đẹp. Gọng lắc tay cành thì nó đóng ngay điểm hết trơn. Bể đế thì cực kỳ là đẹp luôn. Củ này cũng chà bá nè anh em. Để em đo cái đầu củ rễ cái. Cây thì nó rất là nở luôn ha, đầu củ rễ này được 37 nè. Để đặt sọt trên bên này nè. Bên này có mấy công lực 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 không? Để thì sổ đều hết. Chỗ bạn Tăng này thông số rất là ok mà báo giá cũng hợp lý lắm nghe anh em. Rồi, giá luôn Tăng ơi. Rồi cây số 1 em vô luôn giá là 2,3 triệu. 2,3 triệu. Cái này vẫn bao ship toàn quốc của chú anh chị ơi. Rồi, đổi cây luôn. Rồi tiếp theo là cây số 2. Số 2 là một cây dáng thực tay cành cũng tương đối đều của chú anh chị ơi. Tay cành đóng vậy đó anh em. Rồi cho thông số chiều cao hoành thân luôn Tăng ơi. Chiều cao là 119. 119. Hoành thân em đôi trên này đi. Hoành thân đây nó được là 34 của chú anh chị ơi. 34. Cách đầu cổ rễ tầm cỡ chừng 2 mấy cm ha, cỡ 25 ạ. Đầu cổ rễ ngay. Đầu quá cổ rễ thì 42. Cái chữ A này quá đế quá dữ. 92. 92 luôn. Cái này thì nó nở dắt chữ A lắm của chú anh chị. Hoành cái dắt chữ A. Đế gì nè anh em, quá khứ để bề đế này tay cành thì cũng ok. Chỗ bằng Tăng báo giá cũng mềm mềm không à, dễ chơi lắm, nhanh tay chốt lẹ. Rồi giá luôn Tăng ơi. Rồi cây số 2 em vô lưu giá là 2,6 triệu. 2,6 triệu ship toàn quốc. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo là cây số 3. Số 3 là cây dáng trực khe của chú anh chị, nó cũng hơi dạng siêu siêu, có cái dốc đọt. Rồi chiều cao. Chiều cao là 71. 71. Quỳnh Thăng em đo này, cái này nhiều vị trí đi. Đây nó nở quá. Vị trí này thì nó được 37 của chú anh chị ơi. 37. Đo trên này luôn đi. Trên này thì nó 33. Để đấy cái này thì nó có độ số nôm tầm 10 phân 10 mấy phân hay của chú anh chị. Sẽ chậm chậm thôi, máy bắt không kịp. Rồi. Bể đế cây này thì nó sổ đều xuống hết cô chú. Đế cây này ok lắm nghe anh em. Đều tứ diện hết. Này nó già lắm nghe cô chú anh chị, nó nu nằng hết trơn nè. Này nó giống như lên xù giùm em, không có báo xù. Trông giống nha ha. Nu nằng quá. Bên đây nó cũng cộm hết trơn. Rồi giá luôn tay. Rồi cây số 3 này em vô lưu giá là 2,5 triệu. Ship toàn quốc nữa ha. Ship toàn quốc luôn. Rồi đổi cây luôn. Rồi tiếp theo là cây số 4. Số 4 là cây dán lắc hay của chú anh chị, giống như là trực lắc vậy đó. Rồi cho chiều cao. Cao 75. 75. Đây đi. Không cắn thước đâu. Quỳnh Thăng là 26. Bạn Thăng sợ cắn thước lắm nghe anh em. Nguyên cái củ đế là 63. Cho thông số cho nó chính xác cho cô chú mình về có thể đo lại luôn ha. Chỗ bằng Tăng thì thông số, bao thông số, bao sóng, bao ship nữa. Cây này nguyên củ đế nó tròn, nó đẹp lắm nha cô chú anh chị. Cây già thì quá gì, quá già. Nó già dữ lắm, già. Bể nách lại gài ha. Bể nách. Rồi, giá luôn tay. Rồi, cây mã số 4 này em vô lưu giá là 2 triệu của chú anh chị ơi. 2 triệu. Ship toàn quá ha. Rồi. Rồi, ok. Được rồi, tiếp theo là cây số 5. Số 5 là một cây dáng lông lắc lượng gì cô chú anh chị ơi. Lắc lượng. Cái
cái gọng lát của nó rất là đều ha, rất là đẹp ha. Này chắc lúc trước chủ nhà bẻ chắc có lấy thước đo hết vậy nè. Đều băng à. Cái này không biết chủ nhà bẻ làm sao nữa. Rồi, cho thông số chiều cao tao ơi. Chiều cao nó là 139. 139. Hoành thăng luôn. Hoành thăng là 31 của chú anh chị ơi. 31 nha anh em. Đầu cổ ghế là 48. Rồi. Đế này cũng ra tới mắt bầu chưa? Đóng nồi đế là 119. 119. Cái này bệ đế của nó thì sổ nôm nguyên cái đế cũ luôn. Đế thì đều cứ diễn hết cô chú anh chị. Đế gì đây nè? Cái này bệ đế của nó rất là đẹp hay cô chú anh chị. Đặc biệt là cái đường thăng quá đẹp. Cái đường thăng thì lắc lượng. Mặt bông này đẹp luôn đó ha. Cũng lô một đấy ha. Cũng bông dảo luôn cô chú anh chị ơi. Dảo lai ha. 5, 7, 9, 12 cánh. Rồi. Mà lúc em bấn là 7, 9, 12 là nhiều. Rồi cho giá luôn tăng ơi. Rồi cây mã số 5 này em vô lưu giá là 3,4 triệu. Đang bao ship toàn quốc cô chú anh chị ơi. Rồi đổi cây luôn. Rồi tiếp theo là cây số 6. 6 cũng là một cây giáng long nữa cô chú anh chị ơi. Tay cành đóng điều băng chân nè. Cây này mau chơi lắm nghe anh em. Màu sắp tạng. Màu làm tàng mau lắm cô chú anh chị. Khoảng 5 à. Cây rồi. Cho Hoành Thăng ơi tăng ơi. Thăng chiều cao luôn. Là quên nữa rồi. Chiều cao 133. 133. Cái này Hoành Thăng đo trên này đi. Trên này nó được là 32 của chú anh chị ơi. Xuống trên này dữ lắm ạ. Em chịch xuống tí thôi. Xuống đây là nó 41 rồi. 41. Cái này nồi đế là nó ra cũng tới mặt bầu hết nha cô chú anh chị. Nồi đế đó là 111 cô chú anh chị ơi. Rồi xe luôn tay. Cái này nó có nguyên bệnh này giống như là xùi của chú anh chị. Đây bệnh này ra, nè ha. Cộm ra. Có lóng tay. Nè anh em nhìn nè. Nhìn gì nó dễ hơn. Đó. Có cái ngắn nó ra bệnh ra luôn nè. Bên đây cũng vậy. Nguyên bệnh này luôn. Bệ đế cái này thì nó cũng số nôm. Đế này cũng khá lắm nha anh em. Này trà bá đây nè. Đường thăng thì tay cành quá đều. Rồi giá lưu tăng ơi. Rồi cây số 6 như lưu giá là 2,8 triệu. Ship toàn quốc Việt Nam đó ha. Ship toàn quốc cây số 6 với cây số 5 là nó tương tự cặp hay cô chú anh chị. Rồi đổi cây luôn. Rồi tiếp theo là cây mã số 7 nha anh em. Số 7 là một cây trực lắc cô chú anh chị. Chiều cao là 50. Hoành thăng là 33. 33. Đầu cổ ghế là 48. Nồi đế là 117 của chú anh chị ơi. Ồ, xây luôn tay. Cái này là dáng buông sai ha. Đây, vẫn có co lắc nghe anh em. Vẫn có một cái gọng lắc. Bạn đang giao lưu cái lô này tiện cái là anh em về khỏi ghép tại mặt bông đẹp hết rồi. Bông đẹp rồi của chú anh chị ơi. Rồi, cho giá luôn tay. Cây mã số 7 em vô lưu giá là 2,3 triệu của chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc luôn. 2,3 triệu ship toàn quốc. Rồi đổi cây luôn. Rồi tiếp theo là cây mã số 8. 8 là một cây dáng quái của chú anh chị ơi. Đó, anh em thấy không? Cây co lắc giống cái dòng gạch vậy. Này anh em dùng trên mà còn làm lúa, mua này về. Cha cái lưỡi gạch vô. Cha lưỡi gạch vô. Rồi cho thông số chiều cao tăng ơi. Nói gì chứ cái co đó kiếm rất là cao là 97. 97. Cò này quái cò lắm nghe anh em. Hoành thăng nó là 28. Nồi đế nè. Một củ này quá khứ. Nồi đế là 103. Củ đế này quá dữ. Đế cái này nó đẹp lắm nghe cô chú anh chị. Kết hợp với cái cò quái này là không đụng hàng nghe anh em. Cái đường thăng này nó có cái cò đẹp lắm mà nó lắc 2-3D chứ không phải là. Nhìn ngoài đã lắm. Rồi giá luôn tăng ơi. Rồi cái mã số 8 em vô lưu giá là 3,2 triệu. Bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị ơi. Rồi đổi cây luôn. Rồi tiếp theo là cây số 9. Số 9 là một cây rắn lông lắc lượng tay cành đều hay cô chú anh chị. Rồi. Cái cây này cây gọng lắc của nó từ lê cho tới nhặt luôn ha. Nó rất là đều đẹp. Xe lại, xe lại. Tí nữa. Rồi. Nè, anh em. Ở dưới này là nó đánh xa ha.
lên trên bắt đầu nó nhặt lại, mà cây nó năng cây gió cây nhìn thấy quá phê. Nó năng cây mà tay cành nó đều hết cô chú anh chị ơi. Đóng ngay điểm dương chưa nè, đây nè. Mấy anh em cô chú thấy không? Ngay điểm dương không? Chiều cao là 135. 135. Cái này hoành thân em đo luôn đi. Thông số thì em bao thông số cho cô chú anh chị mình luôn. Thông số hoàn tăng là ok lắm anh em. Hoành thân là 34 cô chú anh chị ơi. 34 hoành thân. Để em hào thử nguyên tổng cái này đế luôn. Tổng nồi đế nó được là 139. 139. Rồi xây luôn. Cái này cành của nó thì đóng ngay điểm dương mà nó cũng lực lắm hay cô chú anh chị. Bề đế này là ok lắm rồi. Bề đế thì nó đều tứ diện nó gian nó sổ xuống dưới. Đế này lực lực lắm nghe anh em nè. Đế tầm nhá thử cho bàn tay cho anh em xem nè. Cộng đế to to không mà cô chú anh chị ơi. Đặc biệt là đường thang này quá đẹp. Đường thang thì lắc lượng. Hàng này nên sưu tầm nghe anh em. Giót cây. Rồi, giá luôn tăng ơi. Rồi, cây mã số 9 này em vô lưu giá là 5 triệu. Cây này em bao ship 200 km cô chú anh chị ơi. Cây này nó nặng. Rồi, đổi cây luôn. Rồi, tiếp theo là cây mã số 10. Số 10 là một cây dáng trực. Tay cành thì được 3-4 cành này cô chú anh chị ơi. Rồi, cho thông số chiều cao tăng ơi. Cao là 95. 95. Hoành thân nó là 34 cô chú anh chị ơi. 34. Nào đấy thì nó được 113. 113. Cái này bậy đấy nó đế nguyên cái cũ nó sổ xuống dưới vậy cô chú anh chị. Đế này đế bắp. Đế bắp rất là lực luôn nha. Đây để so sánh. Chỉ có cái tay đưa vô so sánh thôi nè. Không bền với hai cái chảng này. Nó bự hơn cùng tay nữa cô chú anh chị ơi. Để đấy nó sâu đều thôi. Rồi, giá luôn tăng ơi. Rồi, cây mã số 10 em vô luôn giá là 3 triệu 2. 3 triệu 2. Cây này em bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị. Rồi, đổi cây luôn. Rồi, rồi tiếp theo là cây số 11. Số 11 là một cây dáng siêu siêu. Mã này mình trồng dáng trực cũng được cô chú anh chị ơi. Có mấy cái co lắc trên này cũng đẹp nha anh em. Tài cành đóng đều. Tài cành thì đều, đường thăng thì có mấy cái điểm lắc. Gỗ trên dài xuống mình cho mình xem thông số hoành thăng luôn, quá khứ luôn, đế bắp không. Hình thăng này em đo vị trí này đi rồi. Đo dài vị trí này nó 41, tính 40 của chú anh chị em. Tính 40 thôi. Trên này thì nó cũng 39 nè. 39, cũng năng cây nhẹ nhẹ ha. Hoành xuống cái đầu cầu rễ này cái. Ừ. Này cũ nó nở dách ra rất là khó đo ha. Hảo hảo đi. Đầu cổ rễ tính như là nó 58 đi cô chú anh chị. 58. Này ra tới mặt bầu hết. Rồi, 150 luôn đi. Là 150. Tổng cái xe chậm chậm. Bể đế thì nó cũng đều tứ diện hết cô chú anh chị. Đế cộng rất là lực ha. Đế bắp. Khoái nhất là cái mai miền Tây mình ở đây sức sống rất là ok nha anh em. Đế mạnh lắm. Lực không cỡ đế này thì anh em yên tâm rồi. Anh em cô chú mình xem clip bấm cho em xin một like ha, một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh luôn ha. Tay cành nó đóng đều lắm. Dáng thì cũng lắc lắc. Nhìn ngoài cây này hòm. Rồi cho giá không tăng ơi. Rồi cây số 11 anh vô lô giá là 6 triệu 9 cô chú anh chị ơi. Cây này bao ship 200 km. Lớn. Rồi đổi cây luôn. Rồi, rồi tiếp theo là cây mã số 12. Số 12 là cây dáng trực. Mà cái đường thăng nó cũng hơi lắc nhẹ ha cô chú anh chị. Có cái cây cò lắc nó cũng khéo cây. Tay cành nó bỏ đều hết cô chú anh chị ơi. Tay cành đóng nè anh em. Điều hết trơn. Rồi cho thông số chiều cao luôn tăng ơi. Cao là 117. 117. Vị trí này em đo gì hoành thân vị trí này nó được 43. Đâu xe mặt tới qua cây. Đầu lọc kiểm tra ăn làng cây. Rồi ok. Hoành thân thông số rất là ok nha anh em. Để em đo bỏ một cái nhánh con nữa ra. Lên đây luôn.
À, đó bên đây thì nó 40 nè cô chú anh chị ơi. 40, rất là năng cây nha anh em. Thông số thì đo chính xác đầu cầu ghế. Đầu cầu ghế hậu hảo nó được là 66 nè cô chú anh chị. Rồi, 66. Dạ, tới mặt bầu chưa? Tới mặt bầu hết rồi. Nhiều. Tổng nội đế nó tầm 170 á cô chú anh chị ơi. Này, những cái thông số nội đế này là cho anh em cô chú mình tham khảo thôi nha. Tham khảo rồi xem cái bệ đế cây đồ nó như thế nào. Anh em thấy không? Nó găng guốc à. Cây này nhìn ngoài sát lớn. Cây này ở ngoài rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Tay canh bó đều nữa. Đế. Quá dữ. Cây này đế đều tứ diện hết. Đế rất là lực luôn. Đặc biệt là cái mặt bông là dấu lai nha anh em. Mặt bông đẹp. Đường thân nó cũng đẹp, tay cành thì nó cũng đều. Đó, mà để em xem lại một lần nữa. Chắc cây này có giá trị. Đây, mấy chỗ này gần guốc hết ha. Nó già lắm rồi cô chú anh chị, cây này nó già dữ lắm rồi. Này cũng bể nách nè. 22 năm rồi. Rồi để đây đây. Anh em thấy không? Quấn cái co này đánh cái bụng ra, kéo lên. Quá đẹp. Bể đế thì khá ok. Này nó găng guốc sao ha? Nó có thân nó giận 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 giận, giận sống sao? Cây già dữ lắm. Rồi, cho giá luôn Tân ơi. Rồi, cây mã số 12 này em vô lưu giá là 9.900.000. 9.900.000. Em bao ship 200 km cô chú anh chị ơi. Ship 200 km ha. Rồi còn nữa không Tân? Rồi cây này cũng là cái cuối cùng rồi cô chú anh chị ơi, rất mong nhiệt tình ủng hộ cho em ha. Rồi. Rồi, kênh Mai Vàng Kiên Giang đến đây cũng xin được kết thúc video ha. Chúc toàn thể anh em của chú mình xem video vui. Nhớ bấm cho em xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ha. Cũng như giao lưu thành công với cháu Bằng Tăng. Rồi, mình chờ anh em của chú mình ha.